Chào các bạn, rất nhiều bạn đang yêu cầu mình đọc mock Ronaldo chỉ số 83 ở phiên bản mới này và so sánh với bản chỉ số 84 xem chỉ số sẽ như thế nào, và Lionel Messi xem chỉ số thay đổi gì không, thì mình cũng so sánh luôn nhá. Cùng với đó thì mình sẽ đọc mock con hàng mới đang rất là hot, đó là Marcus Rashford vừa được lên vàng chỉ số 80. Bắt đầu nhá. Rồi, thì đây là con hàng của mình nhá. Hiện tại thì mình đang có con hàng mới Marcus Rashford đây rồi. Con hàng đang chơi cực kỳ thăng hoa cùng Manchester United. Chỉ số của Marcus Rashford có tốc độ 89, tăng tốc 83, rất nhanh nhá. Thể lực 74 và sở trường 72. Chỉ số fit mình thấy là khá ok, mặc dù chỉ số chỉ có 80 thôi. Còn con 83, shot 83, pass 71 và tắc 37. Và hiện tại mình cũng đã scout ra được con hàng hot, đó là Lionel Messi, chỉ số 86 các bạn nhá. Đây, đây là Lionel Messi. Mình sẽ mua luôn nhá, để mình nâng cấp luôn cả hai Lionel Messi và Rashford nha. Lionel Messi ở bản này thì vẫn là 86, hơi đáng tiếc là không được tăng, bởi vì chỉ số hiện tại cao nhất chỉ có 86 trong game. Chúng ta có thể so sánh với Messi 86 của bản DLS22, chỉ số fit là như nhau nhá, không thay đổi gì. Còn chỉ số tech, chúng ta có con tăng 1 chỉ số lên 95, shot tăng 1 chỉ số lên 91 nhá, pass và tắc thì vẫn giữ nguyên. Như vậy là Messi chúng ta tăng 2 chỉ số, đó là con và sót, cũng khá là ok, cứ tăng là thích rồi. Và chúng ta bắt đầu nâng cấp nhá. Bắt đầu một quả phi trắng, phát đầu tiên đã vào sở trở của Messi rồi. Lập cả hai nên là khá là khó đẹp các bạn nhá. Hiện tại Messi của chúng ta gần mắc rồi, nhưng mà hơi khó để được 300%. Thể lực chúng ta đã là 97. Lại vào sở trợ rồi, sở trợ lên 94. Chỉ số của Messi đã là 96 rồi các bạn ạ. Hơi tiếc cho Lionel Messi. Marcus Rashford sở trợ lên 96, chỉ số là 88. Rashford có thể là full fit được các bạn nhá. Do là đập 2 nên là không được 300%, thì chỉ cố gắng cho full fit thôi, vẫn full fit được. Thế là lên 94. Và tiếp tục vào sở trời của Lionel Messi. Messi chúng ta thì đã mắc chỉ số rồi, hơi đáng tiếc là không được 300%. Và sở trời tận 96 liền, chỉ số hơi xấu. Messi thì bị xịt nhá. Còn Marcus Rashford thì full fit được, đang còn 9 chỉ số nữa là full fit. Và mình cũng đã tìm ra được Cristiano Ronaldo, chỉ số 83 đây các bạn. Ronaldo thì bị giảm chỉ số từ 84 xuống 83. Mình sẽ mua về để đập mắt xem chỉ số có thay đổi hay là có còn ngon hay không. Mình sẽ bán bớt đi một số cầu thủ để đổi lấy thẻ nâng cấp nhá. Đây là các cầu thủ trắng mình đã nâng mắc chỉ số rồi, nhưng mà cầu thủ trắng đá rất là khó luôn các bạn. So với cầu thủ vàng nâng cấp lên đen thì chắc chắn là không thể bằng được rồi. Và đây, Ronaldo chỉ số 83 đây các bạn. Mình sẽ so sánh với Ronaldo chỉ số 84 trước khi cập nhật. Thì các bạn có thể thấy là các chỉ số fit của Ronaldo 83 và 84 không hề thay đổi các bạn nhá. Sở trờ là 82, tốc độ 83, tăng tốc 79 và thể lực 74. Wow, như vậy là các bạn có thể thấy là nhà phát hành đang cực kỳ ưu ái cho Ronaldo. Đứng trên phương diện là một nhà kinh doanh thì cũng có thể hiểu là như vậy. Ronaldo là một con hàng hot. Nếu như mà Ronaldo bị xóa khỏi game, hoặc là chỉ số xấu, hay là chỉ số nó phế đi chẳng hạn, thì sẽ có rất là nhiều người không còn muốn chơi tựa game này nữa. Bởi vì hiện tại lượng fan trên thế giới có thể được chia làm hai phần lớn. Một là fan của Ronaldo và một là fan của Messi. Thì Ronaldo vẫn là một miếng mồi để nhà phát hành game có thể khai thác, giống như là ở thị trường Việt Nam chúng ta đi chẳng hạn. Khi mà Đoàn Văn Hậu đã rời Herenveld để về Việt Nam rồi, nhưng mà nhà phát hành game vẫn để Đoàn Văn Hậu ở trong game thêm một năm nữa các bạn nhá, để cho những game thủ Việt Nam có thể săn được
con hàng yêu thích của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Quay lại chủ đề chính, đó là Ronaldo. Con thì bị giảm 1 xuống 86, sau thì giữ nguyên. Phát thì giảm 3, tức là giảm 4 tỷ số rồi. Còn tắc là giảm 6. Giảm tắc thì là một chuyện đương nhiên rồi, tắc thì chẳng cần thiết. Và phát cũng vậy. Quá tuyệt vời luôn, như vậy có thể thấy là 83 bị giảm 10 tỷ số so với 84, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng các bạn nhá. Có thể chúng ta vẫn đập được full fit bình thường và shot lên càng cao càng tốt. Còn đây là Rashford của chúng ta, Rashford thì cũng full fit được, cứ thế mà đập fit thôi. Rồi bắt đầu nâng cấp nào. Quả fit trắng trước. Và tốc độ của Ronaldo lên 84. Và stretcher của Rashford. Ui dồi ôi. Mất điện rồi các bạn ơi. Bịt thật sự. Rồi, và vừa xảy ra sự cố một chút, rất mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ chúng ta tiếp tục nâng cấp nào. Chúng ta đổi sang một quả fit xanh. Tốc độ và tăng tốc của Rô. Tiếp tục quả fit xanh. Thể lực của Rashford thì lên 98 rồi. Quả fit xanh tiếp theo. Rashford chúng ta đã full fit 100 nhá. Bây giờ chúng ta chỉ còn đập Ronaldo thôi. Tiếp tục cho Ronaldo full fit. Ok, và vẫn không khác gì so với Ronaldo 94 ở bản DLS23 trước khi cập nhật nhá. Vẫn rất ngon, không có thay đổi quá nhiều. Và còn lại các chỉ số khác thì chúng ta sẽ dồn sang tích, làm sao để cho shot lên càng cao càng tốt nhá. Shot bao nhiêu thì tùy thuộc vào nhân phẩm của các bạn. Chúng ta chuyển tích nào, quả tích trắng rất là ngon vào shot của Rashford rồi. Shot lên 84. Tiếp tục một quả tích trắng tiếp. Lần này thì vào tắc rồi. Chúng ta chuyển sang tách xanh nhá. Ôi giời ơi. Còn cái nịt. Quả này thì hơi đen rồi các bạn ơi. Cả Ronaldo và cả Rashford đều vào tắc và bát các bạn ơi. Hơi đen. Như vậy là Rashford chúng ta đã mắc chỉ số rồi. Còn 83 sau 84 và full fit 100. Chỉ số như thế này rất ổn. Quá ok với một tiền đạo chỉ số 80. Tiếp tục với Ronaldo. Quả tách trắng nhá. Quá hay. Sau đã lên 92. Chúng ta còn một quả nữa. Ôi, tuyệt vời các bạn. Shot lên 93 rồi. Như vậy là Ronaldo chúng ta vẫn ổn nhá. Còn quả cuối cùng. Ui, quả cuối cùng cộng 0.3. Và con vẫn lên 87 các bạn. Như vậy lại càng ngon hơn. Ronaldo thì tuyệt vời. Rashford thì cũng ok, cũng rất đẹp. Chỉ có Messi là bị xịt thôi. Đó, thì đây là chỉ số của Rashford và Ronaldo chúng ta đã đập mắc. Chỉ số rất ngon. Và Ronaldo không hề thay đổi so với bản 94, bản trước khi cập nhật nhá. Chúng ta sẽ thử vào đá một vài trận đi. Chúng ta gặp Manchester United, nhưng bạn này không đá rồi. Mình sẽ tìm sang một đối thủ khác. Đây rồi. Như vừa rồi mình đã review về cách đá. Thì cách đá bây giờ đang bị lỗi. Thì nhiều bạn nói là cái tình huống chúng ta đánh đầu ngược là chiến thuật. Thì cái này thì nó tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta phát bóng thì hậu vệ sẽ hơi bị ngáo nhá. Hậu vệ sẽ không bắt được bóng. Thì những tình huống như vậy mình sẽ cho là lỗi. Đó, những tình huống như vậy. Đây là Ronaldo. Tỷ số là 1-0 chúng ta. Những tình huống như vậy thì Ronaldo rất khó để có thể bỏ lỡ rồi. Hậu vệ dường như là mất phương hướng ở những tình huống mà chúng ta bấm bóng qua đầu. Full A hay full C. Chỉ cần chúng ta có cữ tay và nhấn chuẩn xác, căn lực chuẩn xác thôi. Còn chúng ta mà đã căn lực chuẩn xác thì hậu vệ không thể làm gì. Đây là tình huống tiếp theo. Ronaldo xoay sở rất khéo và tỷ số là 2-0 của chúng ta. Nói như thế này thì rất là nhạt. Các bạn biết đá thì sẽ rất nhạt. Ăn nhau là ở chỗ bạn nào áp dụng được cái này tốt hơn thôi. Còn mình thấy không thích cái lối đá này lắm nhá. Mình vẫn thích cách đá ban bật Kim Quốc và ghi bàn thì sẽ hay hơn rất là nhiều. Ronaldo vừa rồi đã bị cắt bóng rồi. Willian, Messi, sạc rồi. Rất hay. Sau đó chúng ta đã đoạt lại được bóng. Ronaldo, chúng ta tiếp tục bị sạc.
Một bạn lại đang muốn giao lưu võ thuật rồi các bạn ạ. Một tình huống xuất phạt, góc rất rộng. Ronaldo. Một tình huống sút bóng không thể qua được hàng rào. Sút trúng mặt hàng rào luôn. Giận thật. Andy à. Ronaldo. Một bạn lại xoạc. Một bạn đang thi triển võ công cực kỳ là thâm hậu. Bỏ bóng để đá người rồi. Messi. Đúng rồi, thì bạn đã bỏ bóng đá người. Khá là coi. Nói chung là những tình huống sạc như thế thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Chúng ta có thể dùng 250 vàng. Đây là Ronaldo. Và tỷ số là 3-0 của chúng ta. Và rất là nhanh chóng. Như vậy là đội bạn cũng đã thoát ra rồi. Khi mà đội bạn đã chán bỏ bóng đá người thì cũng chẳng còn gì để mất cả. Còn chúng ta mà chấn thương thì có thể dùng 250 vàng để có thể cứu chữa chấn thương cho toàn bộ đội hình luôn nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ủng hộ mình một đăng ký kênh và tham gia group mình đã để ở dưới phần mô tả của video này nhá. Các bạn muốn mình nâng cấp cầu thủ nào có thể comment ở bên dưới để cho mình biết nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.